Thưa quý vị, vài ngày qua, hình ảnh ông chủ trạm xăng Nhật Bản che ô đứng dưới mưa liên tục gặp người chào khách hàng vào đổ xăng được chia sẻ rất là rộng rãi ở trên mạng xã hội đã khiến cho nhiều người Việt Nam vốn đang ngưỡng mộ văn hóa của xứ hoa anh đào nay lại càng ngưỡng mộ hơn. Và đây cũng được coi là một bài học cho những người làm dịch vụ tại Việt Nam chúng ta. Vâng, trong kinh doanh thì dịch vụ khách hàng luôn là một điều quan trọng để cạnh tranh, thậm chí còn phản ánh cả văn hóa của doanh nghiệp. Tuy nhiên không phải dễ dàng để có thể chiều lòng tất cả khách hàng. Dù họ có là thượng đế đi chăng nữa thì đôi khi cũng không tránh khỏi việc khách hàng có những đòi hỏi quá đáng và thậm chí là đôi khi sẽ cư xử thô lỗ nữa. Tuy nhiên tại Nhật Bản thì sự phục vụ đối với khách hàng của họ gần như đã đạt tới mức hoàn hảo. Ở Nhật Bản thì nghệ thuật Omotenashi hay còn gọi là nghệ thuật chiều lòng khách hàng rất được coi trọng. Nghệ thuật này đòi hỏi người làm dịch vụ phải tỉ mỉ, chu đáo. Họ phải đoán trước được nhu cầu của khách và đáp ứng những nhu cầu đó, thậm chí ngay cả khi khách không đòi hỏi. Khi bước chân vào bất cứ một cửa hàng nào, từ các cửa hàng truyền thống ven đường tới các cửa hàng hiện đại, thì không khó để bắt gặp cảnh nhân viên thu ngân, bán hàng, đi theo bạn ra tận cửa, cầm món hàng cho bạn một cách tận tình trước khi trao tận tay, vui vẻ và niềm nở. Họ cũng không quên kèm theo một lời cảm ơn và cúi đầu chào. Ngoài ra thì tại một số cửa hàng, thay vì nhìn thẳng vào mắt với nụ cười như một cách chào thông thường, thì các nhân viên ở Nhật Bản thường chào lớn tiếng với những câu nói như là chào mừng quý khách hay xin cảm ơn khi khách bước vào. Ở Nhật Bản, đối với người tiêu dùng, họ chỉ cần mua hàng. Chỉ cần họ muốn mua hàng là có thể mua được ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào. Nếu không đủ tiền, họ có thể mua trả góp. Nếu không có thời gian, sẽ có người đưa đến tận nơi. Nếu không biết sử dụng, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là chủ cửa hàng sẽ cử người đến tận nơi để lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn cách sử dụng. Vâng, đúng là Nhật Bản được xem là thiên đường thực sự để các thượng đế có thể trải nghiệm các dịch vụ. Đơn cử như là tại các cửa hàng xăng dầu Nhật Bản, không như trạm xăng ở nhiều nước ở trên thế giới. Tại đây khi mà bạn lái ô tô vào trạm xăng để nạp nhiên liệu thì sẽ luôn có các nhân viên hướng dẫn bạn nên đậu xe ở đâu này, cũng như là bạn sẽ muốn mua loại xăng nào và bao nhiêu. Nếu như bạn quên tắt máy thì các nhân viên cũng sẽ rất là lịch sự nhắc nhở bạn. Vâng, và khi bạn mua xong thì họ sẽ nói bạn cần đi hướng nào, bên phải hay là bên trái. Nếu bạn cần lùi xe hoặc thực hiện những cái cú đánh lái phức tạp khác thì các nhân viên cũng sẽ nhiệt tình hỗ trợ. Và khi đó, khi bạn đổ xăng xong, họ sẽ hỏi bạn muốn thanh toán bằng tiền mặt hay là bằng thẻ tín dụng. Và cuối cùng họ cũng sẽ đứng ra đường để mở lối cho khách hàng hoặc là ngăn không cho các xe khác di chuyển và gây cản trở đường đi ra của bạn. Và ngoài ra, khi mà một trong các nhân viên của trạm xăng bơm xăng cho bạn thì một hoặc là một vài nhân viên khác sẽ thực hiện các dịch vụ khác để chăm sóc tối đa cho chiếc xe của thượng đế. Ví dụ như là kiểm tra dầu, kiểm tra áp suất của lốp xe hay là lau kính chắn gió cũng như là gương xe ô tô. Ngoài ra thì họ sẽ còn cẩn thận hỏi xem là gạt tàn của bạn ở trong xe có đầy hay không và có cần phải đổ đi hay không. Nếu có thì họ sẽ nhanh chóng đi đổ gạt tàn cho bạn và còn chu đáo tới mức là cho thêm vào đó một vài hạt khử mùi và làm thơm không khí. Và điều tuyệt vời nhất là các dịch vụ gia tăng này đều hoàn toàn miễn phí với một thái độ hết sức vui vẻ.